Tiếp tục báo cá anh em ơi. Một ngày báo cá rồi. Đau quá. Anh Yên làm gần chục em rồi. Giữ phải sao? Giữ chứ. Anh Yên không giữ ai giữ. Tài kia cũng 6 em này, 5 em rồi, to nhỏ kìa. Bệnh đây cũng 7 em rồi, ít đâu. Anh đúng là tài mõm. Nói gì hả? Mấy bữa này bão rô phi anh em ơi. Bờ Lào cuối bờ giữa bờ phi đấy, ăn quá nhiệt luôn. Ít nhiều cũng có cảm giác chống lốc, chống móm. Quá đã. Cần thủ này mấy chép mấy phi rồi. Kìa lên cá tiếp kìa. Quá sợ luôn, khắp bờ luôn, hôm nay báo cá rồi. Báo cá luôn. Anh kia 3 phút làm 2 em. Ông đấy được 14 con rồi. Quá đá thật. Đó. Tuy nhiên chú này được 14 con này rồi. Ờ, có tiếng thôi. Phi chép lên ông xúc cá liên tục. Được anh à. Sóc cân sôi thả xuống được. Không hiểu anh kia anh ấy quăng chài hay là câu cá. Tài mõm. Anh của trường Liverpool. Liverpool nhiều hết pin cơ mà. Báo cá tiếp theo anh em. Cuối bờ lên tiếp. Rồi, hai em mẹ khủng lên luôn. Sao? Nhức lách mỏi tay lên năm à? Quá đã, chúc mừng. Sao làm sao đất luôn chứ. Trời. Con cá này mấy lon nhỉ. Đúng không? Má mất công đứng dòng hộ này mà. Đầu bờ lên em mè khủng, cuối bờ lên em mè khủng luôn. Nhức cái lách. Like. 19 cân à? Hay quá. Dây trên đấy này. Mắc vong luôn. À, thấy tim rồi sao? Đừng có kêu bảo là thấy tim rồi. Đến đấy, thì gì? Rời đến cả chép bắt mè khủng luôn. Biết gỡ không? Không. Không còn cái lưới ở mồm nó nhẹ lên. Từ, nó mình dính cái vây này.
Chim đâu? Đằng này. Trời ơi, cái nhớt nó bám vào dây kìa. Hay quá. 10 điểm. 10 điểm. Con kia không thấy báo chắc sóc chắc. Ôi giời, hay quá, tọt luôn vào. Chọn chọn cái quay cho nó gọn, cho nó gọn lên nào. Cá anh em. 6240. Nhặt luôn. 6240. Cái gì đấy chó, cái gì đằng sau cái vợt đây này, bắt nè. Đã quá. Tài bảo 100. Anh Hiên nói với Tài nói phải không? Ra xì lốp xe đấy. Cá báo cáo tiếp. À, chưa biết Tài nào đúng không? Anh cũng vặn vẹo em quá mà đúng không? Trời, báo con thứ bảy cho anh Hiền. Phi về chép. To nhỏ em bảy em à. Bảy cảm giác mất ba em là tròn trục. Quá đã. Đang báo anh em ơi. Kìa, cuối hồ lên tiếp kìa. Chép đỏ kìa, 2 ký kìa. 2 kilo. Trời ơi, báo cá luôn anh em ơi, thời tiết gì cá ăn mạnh quá. Rồi, tà, ông Tài xáo quá em ạ. Thật mà. Anh em xúc cá không kịp lại chim này. Cái gì mà xua đuổi ghê đấy. Thế ai đứng được lâu lắng này lo gì? Anh Minh nhờ? Nắng ai đứng được lâu mà lo sợ bóng phao. Cứ yên tâm đi. Đấy, nghe anh Minh chỉ chưa? Sắm cái lé nữa. Kìa, cuối, đầu bờ lên tiếp kìa. Từ từ ơi, em ơi. Bò cá để đấy. Ờ, từ từ thôi, cho người ta lại chim đi. Lại xúc rồi, lẹ quá. Quá sợ các anh lên cá, ai mà chạy theo được các anh, đầu bờ cuối bờ lên cá. Bữa nào chả thế, chưa kịp lắp vợt luôn. Trời, hôm nay báo phi với chép anh em. Gì? Cắn vợt đâu? Có cái tật đứng trong chuyên gia. Đây. Giữ này. Rồi. Ở bên kia. Đúng rồi. Ừ. À, đéo đúng. Đây. Ngược. Ây da, có quả giòn cao su luôn. Ừ. Xịn lắm. Bong mẹ cho nó trừ. Lần sau nó trừ thôi. Ơ sợ rồi. À, đéo giữ cái ngoài. Được rồi. Đéo giữ cái ngoài nó xoay được không? Rồi, này. Cùng mắc vóng luôn. Mày mắc vóng mày chạy đâu. Dây gì xanh nè, xanh nét này. Nó quay vợt. Ủ má bực rồi. Con đầu tiên lại thả ra. Thôi xoay lại cái vợt đi. Nó giờ dính cá lên, cá tiếp kìa. Cá lên liên tiếp anh em. Bao cá đúng không anh? Anh nghe được mấy em rồi? Ôi, 9 em mà mới được tiếng đồng hồ, hay quá anh ơi. Phì chép này báo luôn anh em.
Có nghĩa vào miền Trung không vào miền Nam gì? Đây báo cá không phải báo ngoài biển Đông đâu mà ông cái tào lao. Trời. Ai nói? Ai nói? À ta tại câu nói thì ai tin? Đúng không anh Hiền?